Con ơi, ra ăn cơm con ơi, dậy. Mẹ ăn trước đi, phiền quá. Mẹ định cho con ăn gì đấy ạ? Bao giờ thì mẹ mới được con trai mẹ nấu cho ăn đây? Mẹ cứ yên tâm, về sau mẹ già ấy, ngày nào cũng cung nấu cơm cho mẹ. Ê, dữ bố anh chứ. Mẹ, mẹ có xuống đây ăn cơm. Hôm nay con nấu nhiều món mẹ thích lắm. Mẹ ăn đi. Cả món đậu mà mẹ thích nữa. Mẹ ăn đi ạ. Con cũng ăn đi. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Để lâu ấy là nó nguội thức ăn đấy. Ăn xem con nấu ăn có ngon không. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn nhiều không? Con phải làm việc. Con phải tìm hiểu công thức để nấu bữa ăn này cho mẹ ấy. Con biết mẹ rất thích ăn mà. Bao giờ thì mẹ mới được con trai mẹ nấu cho ăn đây? Mẹ cứ yên tâm, về sau mẹ già ấy, ngày nào cũng nấu cơm cho mẹ.